luôn. Bạn gọi là khách mời mới cho buổi livestream của mình ngày hôm nay. Xin lỗi, hôm nay mình sẽ Cách ly mà mọi người anh ơi. đâu ngoài đang cách ly rồi mọi người ơi. Được idol vào coi vào livestream cùng mọi người ạ. Rồi chị cười hoài luôn không? Vậy sao bây giờ chị khóc? Chị khóc nhá. Hello mọi người, xin lỗi vì gương mặt mọc này nhé mọi người nhé. Mặt mộc Mọc ra cái cây luôn đấy. thế thì mình cũng xin lỗi mọi người nha, tại vì mình cũng đang để một gương mặt mộc nhá. Nhưng nữ nghệ sĩ, nhưng nữ nghệ sĩ thích để mặt mộc lên. Đúng. Wow. Chân Chị thật Quỳnh nhất xinh có thể. quá. Ủa có điểm cười gì kỳ vậy? Sao mọi người, Vi nào em? chị Vi nào đó. Mình biết thì mình tém lại nè. Đau họng không biết nói gì chứ cười hoài. Thế thôi nhé. Thấy em mà chị mờ. Minh Thùy kêu là nữ ca sĩ có thể bớt chiếu kênh không? Không có chiếm Bớt luôn chiếu á, invite vô luôn á, invite xong rồi nữ ca sĩ nhận lời luôn đấy. kênh tôi có sẽ hơi dễ dãi á, cách ly ở nhà cũng hơi buồn nên là có người nói chuyện vui lắm. Là danh hài Huệ Phương phải không ạ? Đúng rồi em ạ. Tức Không ca không biết là ai thì không có chơi luôn, nó không chơi luôn. nghe mà tức á. Nó chứ chỉ chơi với Cara Phương Nguyễn thôi, chứ chị không chơi với cả nữ danh hài Huệ Phương nhá. Ok. Chị chơi với Cara Phương Nguyễn mà để TikTok mà kiểu dạng như là màu xanh xanh ở đằng sau, xong rồi quay mấy cái mà xinh xinh rồi nhá. Chị còn mấy cái mà I like the view, you do, you are my best view Nói chung là kiểu chị thích kiểu mà im mà xong rồi nhép theo đúng không, chứ no. còn kiểu mà Đúng diễn rồi. diễn câu chuyện là không ưng chứ gì. Đấy, hài hước đồ này kia nọ đấy. Ok nè, chị Quỳnh đã chuẩn bị cẩn thận chị cá chiến kênh nhé. Không, chị có sợ đâu Hai em. mươi khó chưa, chán lắm cơ. Trời, được 50 sao mua hộp sữa kìa. Sao?
À, không nha, hai 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 đứa là biến biến hình lắm nha mọi người. Nhảy nhạc Điện Máy Xanh. Invite người khác nha. Ôi, khách mời mời thấp thoáng như thế hả? Nhưng mà chị thích hết cả cái livestream của em thì cũng ok mà. Khi nào mà cái pin của em là cái pin của chị sập nguồn thì được. Chán quá cơ. Không à. Bye. Thế đi đi. Ăn đây. Ừ, bye. Ăn đây. Bye. Bye. Bye bye mọi người. Pin yếu vì nhớ anh cua đó chị ơi. Yeah.